Ủa này còn cái gì nữa thế này? Bánh giò. Giò á? Trưng. Bánh ui giò với trưng à? Rồi bánh bánh trưng này chị mua sang đây làm gì? Chính tay em vừa làm chứ. Bốc đậy cho nó ngon. Ui, cứ cầm lên. Đến nó chị ra là sau chị rửa. Ui, công nhận bánh trưng của nhà em quá là nhất luôn. Đấy, đây các mình mang kìa. Bánh cọp à, bánh giò này, bánh trưng này, hoa đào này. Đấy, nhất là già nhé. Ngồi đây, bố mẹ chị đi vào chỗ ông bà rồi nên là chị ngồi ở đây trong nhà không đi. Ui, em đã mua được hoa đào rồi à? Nhà em chưa trồng ấy chứ. Ôi, em trồng hoa đào à? Đẹp thế. Trời ơi. Hôm nay có cái gì nữa thế này? Bánh giò. Giò á? Trưng. Bánh, ui giò với trưng à? Rồi, bánh bánh trưng này chị mua sang đây làm gì? Chính tay em vừa làm ấy chứ. Ngồi đây, ngồi đây. Ui, em nhà em tự gói bánh trưng, tự gói giò á? Vâng. Mẹ em à, làm giò. Ừ, mẹ bảo trưng là đến. Ừ, biếu chị. Ngồi đây nhá, để chị ra bên này chị ngồi. Bên này em vướng quá, ngồi bên này. Bên này cho nó đẹp hơn, chị ngồi bên này chị xinh hơn. Đấy, ui thế tất cả. Chị để hoa đây đã nhá. Ui hoa nhà em trồng năm nay nở đẹp thế. Vừa lấy bố em với em là mình gói bánh trưng xong. Thế là gói bánh trưng xong mang sang cho chị luôn. Với luộc thôi. Chị năm nay bà chị ốm nên là mẹ chị chả có bánh trưng gì cả. Bánh giò nó toàn đi vào trong bà thôi. Thế lại còn giò nữa này. Thế này Tết năm nay nhà chị không có gì phải lo nữa rồi. Cảm ơn Trương nhé. Ôi em gói bánh trưng á? Vâng. Bánh này em tự gói á? Vâng ạ. Hay hay ăn thử một cái nhá. Cái kéo. Đây đây đây. Ủa mà em bị sao vậy? Đau cổ à? Vâng. À tôi chết rồi, xách đồ của chị nặng quá đúng không? Vâng. Ôi không sao không sao. Ôi, đấy là chị massage. Ngoài đây là cái bánh trưng mà sushi gói tặng chị. Thơm thế, mùi đã thấy thơm rồi. Chị sẽ ăn nhá. Ui, chị thích ăn bánh trưng lắm ấy, sao em biết chị thích ăn bánh trưng? Mà sao em gói khéo thế? Ui, cái bánh trưng này á. Ui, sao nhân công nhận, à sushi công nhận gói giỏi thật ý. Trời ơi. Wow, ngon quá. Mà em có biết cắt bánh trưng không? Có chứ. Đây này, mà cắt bánh trưng nhá, em phải lấy cái lạp này. Mẹ chị mới dạy chị đấy, xong mình sắn vào đây. Xong ai mình sắn. Em biết rồi. Cái gì em cũng biết vậy trời. Sao em giỏi vậy? Cô giáo em dạy rồi mà. Ui, có một bánh trưng của sushi gói ngon đấy. Thế, em ăn thiệt đi, chị bốc tay. Ui, sushi. Ui, sushi gói ngon hả? Ngon lắm. Bốc tay cho nó ngon. Ui, cứ cầm lên. Đến nó chị ra là sau chị rửa. Ui em, công nhận bánh trưng của nhà em quá là nhất luôn. Ngon thật đấy. Nhờ. Em ăn thử chưa hay là bây giờ xong em ăn? Ăn được ra. À được, mang ngay cho chị đúng không? Được xong cái xong luôn đúng không? Ngon thật đấy. Ông bà chị đang ổn đúng không? Ừ. Ừ, mẹ ăn không được ra. Thôi rồi, bánh này ngon lắm. Đúng rồi đấy, chị sẽ mang sang biếu cho ông bà một nửa. Còn đâu cái này để lại nhà chị thôi đằng nào á. Năm nay á, bố mẹ chị cũng toàn ở nhà với tặng chị ông Hoa. Ừ, ông Hoa đấy thì để lại nhà chị. Còn cái bánh này thì để chờ về chị ăn luôn. Bởi vì cái này ăn dở rồi nhá. Còn cái này á, bây giờ em sang thăm ông bà chị luôn nhá. Xách luôn đi, em xách giò, chị xách bánh trưng. Hay em xách bánh trưng, chị xách giò. Đấy, thôi đồ, để chị ăn trang, chị treo vào đây. Chị em mình sang nhà thăm ông bà chị luôn đi. Ôi ông bà chị chắc vui lắm ấy. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.